Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình góp nhận 7,5 triệu token có ký hiệu là VOEB nè các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả video mới làm start chatbot. Rồi nhiệm vụ khá là nhiều luôn bạn. Đây website nè các bạn tìm hiểu qua các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter nè các bạn. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè. Rồi các bạn bắt up lên nè. Nhiệm vụ thứ hai cũng follow kênh partner nữa nè. Rồi nhiệm vụ thứ ba các bạn tweet nè. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Nhiệm vụ thứ tư các bạn join kênh channel nè. Nhiệm vụ thứ năm các bạn join tất cả các trang mạng xã hội nè các bạn. Rồi các bạn join kênh group luôn nè. Rồi các bạn subscribe kênh YouTube luôn nè. Rồi các bạn đăng ký xong thì các bạn bắt up lên nè. Bấm chat. Rồi các bạn bấm join airdrop nè. Rồi các bạn bấm submit tên các bạn. Rồi dòng đầu tiên các bạn điền địa chỉ username Telegram của tất cả các bạn đã join vào airdrop các bạn. Dòng thứ hai các bạn gửi đường link profile Twitter của mình nè. Trên Twitter nhấp ba gạch trên cùng, nhấp vào mục hồ sơ, nhấp ba gạch trên cùng, nhấp vào chia sẻ. Sao chép liên kết rồi gửi lại cho bot. Rồi tiếp tục mình gọi địa chỉ IP Smart Chain Bet20 trên chocolate nha các bạn. Nhiệm vụ khá là đơn giản luôn các bạn. Rồi bấm don. Kiểm tra là có chọn canceler này không, có gọi bấm don. Tiếp tục submit in tweet thì bạn mở tờ Twitter tất cả bạn ra nè. Các bạn chia sẻ là cái tin tweet này nè. Rồi gọi là chatbot nè. Không thấy về gì đi. Rồi bấm vào balance đi xét số cần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 7,5 triệu token VOEB nè. Bấm vào cái link lên game chia sẻ trong bè và người thân nó kiếm token các bạn. Thì video mình đến đây cũng đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình để góp nhận 7,5 triệu token VOEB đến đây kết thúc mà. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nha.